huyết thanh, nâng tầm hệ thống giám sát huyết thanh học. Ngân hàng Huyết Thanh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã chính thức hoạt động kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. Đây là đơn vị tổ chức thu thập, bảo quản và cung cấp các nguồn mẫu để thực hiện xét nghiệm, phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm với 4 mục tiêu chính gồm 1. Dự đoán dịch hoặc phát hiện sớm khả năng bùng phát dịch. 2. Đánh giá tình hình miễn dịch cộng đồng. 3. Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp. 4. Khảo sát sự lưu hành thầm lặng của tác nhân gây bệnh. Ngân hàng Huyết Thanh hoạt động theo quy trình chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, thu thập, xử lý mẫu cho đến bảo quản và lưu trữ để sẵn sàng phân phối khi cần. Ngoài ra, ngân hàng còn được trang bị hệ thống bảo mật 2 lớp và được lắp đặt các camera giám sát, tất cả nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho quy trình hoạt động. Hiện nay, ngân hàng Huyết Thanh được đưa vào hoạt động với sức chứa lưu trữ khoảng từ 400.000 đến 450.000 mẫu huyết thanh. Trong tương lai, ngân hàng Huyết Thanh sẽ tiếp tục mở rộng nguồn mẫu và đa dạng hóa các loại mẫu để đáp ứng nhu cầu chủ động kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và hướng đến kiểm soát các bệnh tật khác.